công nhân bắt đầu dọn dẹp quảng trường Taksim. Sau khi cảnh sát giải tán người biểu tình ở công viên Gezi, sáng nay thì công nhân thành phố bắt đầu dọn dẹp quảng trường Taksim và công viên. Hàng ngàn người đã xuống đường trong đêm qua, thiết lập chướng ngại vật, đốt lửa. Cuộc biểu tình lúc đầu chỉ tranh đấu bảo vệ một vùng cây cối tại một góc quảng trường Taksim, gọi là công viên Gezi, đã trở thành sự tức giận đối với chính quyền Thủ tướng Erdogan và đảng AK, đưa tới bạo động chưa từng có trong nhiều thập niên qua. Ngày thứ Sáu, Thủ tướng Erdogan đã gặp một phái đoàn gồm nhiều diễn viên và nghệ sĩ, trong đó có hai thành viên của tổ chức đoàn kết Taksim. Sau nhiều giờ thảo luận, Thủ tướng Erdogan hứa hẹn tôn trọng phán quyết của tòa án mà họ đang kiện chính phủ. Trong trường hợp quyết định của tòa nghiêng về phía chính phủ, Thủ tướng sẽ cho tổ chức trưng cầu dân ý đối với chương trình tái phát triển tại quảng trường Taksim. Tuy nhiên, thì người biểu tình chiếm cứ công viên Gezi tuyên bố họ sẽ không ngưng cuộc tranh đấu chống chính phủ.